Rõ ràng trong giai đoạn hiện nay, việc đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao chất lượng, ổn định năng suất là vô cùng cần thiết, phải không anh Xuân Long? Đúng rồi đó Hải Yến. Và cùng với đó thì các vấn đề liên quan đến dịch vụ logistics, bao gồm các hoạt động như là lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi cũng được tỉnh Lâm Đồng quan tâm. Mục đích là đưa sản phẩm nông nghiệp từ nhà nông đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Trên cơ sở nghiên cứu áp dụng các chính sách pháp luật, Lâm Đồng cắt bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức kiểm tra chuyên ngành và hoạt động cung ứng phát triển dịch vụ logistics, đồng thời xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư về đất đai, thuế, phát triển nguồn nhân lực cho các trung tâm giao dịch, kho, bãi, dịch vụ logistics trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng đầu tư hạ tầng kho bãi, vận tải lạnh, đóng gói, chiếu xạ, kiểm định tại những địa bàn trọng điểm sản xuất rau, hoa, cà phê, sầu riêng, chè, châu tầm. Giai đoạn năm 2024-2030, bổ sung quy hoạch trung tâm logistics ở huyện Đức Trọng gắn với cảng hàng không Liên Khương và quy hoạch phát triển các trung tâm logistics cả nước. Tập trung hỗ trợ nâng cao hiệu quả khai thác nguồn hàng cho khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Mở rộng nguồn hàng trên địa bàn thành phố Đà Lạt cùng các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Chi Linh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại dịch vụ logistics, thu hút nguồn hàng từ các địa phương trong và ngoài nước.